Kính thưa quý vị, tình trạng căng thẳng trong tranh chấp biên giới giữa hai quốc gia Ấn Trung ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau khi Trung Quốc đăng tải những hình ảnh sai lệch cho thấy quân đội Ấn Độ đang băng qua khu vực biên giới tranh chấp ở phía đông. Mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố rằng những thông tin phía Ấn Độ đưa ra là bịa đặt và phía Ấn Độ đã cử quân đội tới khu vực này trái pháp luật vào hồi tháng 6 năm 2017, đồng thời cản trở việc xây dựng đường của phía Trung Quốc. Vì chính phủ Ấn Độ cho rằng việc này đe dọa tới an ninh quốc gia, Nguyên nhân của tranh chấp này là do cả hai quốc gia có cùng chung đường biên giới ba ngã gọi là cổ gà và Trung Quốc kiểm soát vùng thung lũng chia tách Ấn Độ với nước láng giềng Bhutan. Thực tế, Trung Quốc dường như đã đi quá xa khi đăng tải một hình ảnh mà bị chỉnh sửa quá nhiều, cho thấy quân lính Ấn Độ đang băng qua biên giới. Cả hai phía cùng nghi ngờ lẫn nhau và căng thẳng biên giới vẫn tiếp diễn kể từ thập kỷ 60. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh báo Ấn Độ không nên đánh giá thấp khả năng phòng thủ của tính Trung Quốc tại khu vực biên giới. Hiện các phái đoàn ngoại giao đang cố gắng giảm bớt tình trạng căng thẳng này trước thềm hội nghị mà cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự.